Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Thì tiếp tục ở trong video hôm nay thì mình lại vào chơi game và kiếm tiền cũng như thử thách vận may với con app đổi thưởng MMWin anh em nhé. Đấy, thì chắc hẳn là cũng nhiều anh em cũng chơi thì anh em cũng đã biết về cái con MMWin này rồi. Đấy, nói chung là nó cũng rất chi là uy tín anh em ạ. Đổi thưởng thì rất chi là nhanh, ok. Đấy, game chơi thì cũng rất chi là mượt mà anh em ạ. Nói cho là nó cũng là một con game thì cũng mới cách đây được khoảng độ 2-3 tháng thôi. Cho nên là chơi thì về cầu kèo nói chung là nó cũng không có gì là phức tạp lắm. Và chơi vẫn đang rất chi là ngon anh em ạ. Rồi thì hôm nay mình sẽ vào mình chơi cái con game Baccarat anh em nhé. Link tải con này mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận. Anh em nào mà muốn tải về chơi cũng như là trải nghiệm con game này thì tải về và đăng ký theo cái đường link mình để bên dưới anh em nhé. Anh em mà tải về đăng ký thành công theo đúng đường link bên dưới thì vào nhóm Telegram sẽ được hỗ trợ và nhận gift code miễn phí để chơi và trải nghiệm con game này. Rồi hôm nay với số vốn 6 triệu vào đây xem nào, vận may kiếm lên 1-2 củ được không? Nhà con rồi, đánh phát nhà cái đi. Nói chung là đây là cái gọi là cái trò chơi Baccarat này. Nhiều anh em thì rồi ui rồi vào tay đầu tiên cô thương là đã có vốn chơi rồi anh em ơi, húp luôn đấy. Đang đi cầu 1-2-3 1-2-3 là có nghĩa là ý là một đỏ hai xanh hai nhà cái nhà con đấy. Phản nữ cực tiếp kệ bố. Thời gian nó trôi hơi nhanh đấy, anh em đánh phải đánh nhanh không là nó mất cơ hội anh em ạ. Lại là nhà cái đây, úp tiếp đi một rồi, ui rồi ôi hoa ê chán nhỉ. Để xem à, hòa thì gần cầu gần nhất đây thì nhà cái ra nhà cái, nhà cái ra nhà con, nhà con lại ra nhà con thì nhà cái mình lại đánh tiếp ra nhà cái anh em nhé. Ui rồi đấy lại húp rồi anh em ơi, làm hai tay rồi ấm rồi đấy. Nói chung là cứ hai tay là làm 6 lít này là cũng êm êm rồi. Là một hai tay nữa mà xem cầu kèo đẹp là xem nào tiếp tục trên này, hòa là nó đi sau tay, hòa là nó đi hai tay rồi ba tay cơ. Nói chung là nó cái này nó chơi nó cũng dễ thôi, anh em để ý một tí là có thể chơi được rồi. Ui rồi quá đẹp luôn anh em ơi, một nhà không một nhà một này, quá đỏ cho mình luôn. Đấy, ba tay rồi cho anh em. Quá ngon luôn. Cứ tiếp tục đánh là nốt tay này mình sẽ bẻ nhá. Đây nó đang ra hòa, nó ra ba tay nữa thì mình lại đánh như thế, hòa ra ba tay. Tay này xong bẻ. Đây, mình đánh cái con Baccarat này mình chỉ quan tâm đến đây, nhà cái nhà con thôi. Nhà cái nhà con, còn trên là nhà con đôi, nhà cái đôi thì đánh ít khi được thế lắm anh em ạ. Rồi, bẻ luôn tay này rồi. Đấy, còn cái cửa hòa này 1-8 này anh em này. Cầu kèo thì nói chung là nó tùy từng hôm anh em ạ, thiên biến vạn hóa, mỗi ngày là một dạng. Có ngày thì nó đi kiểu dạng cầu bệt, có ngày thì nói chung là đi kiểu cầu nhảy như này này, cầu 1-1. Đấy, có hôm thì cầu kiểu 2-2, 3-3, 4-4, nói chung là 1-2, 3-4 các kiểu cầu. Mình cứ để ý xem cái cầu nó ra thế nào rồi thì mình đánh lựa theo cầu. Rồi rồi. Lại húp rồi. Ok, đấy. Cái quan trọng nhất là mình vào chơi anh em ạ. Khi nào mà mình nên biết là khi nào mà cầu xấu nhá. Thì anh em có thể là mình không nên vào tiền hoặc là mình vào tiền ít thôi. Đấy. Ví dụ như cầu nó đang nhảy 1-1 này, sau nó nhảy loang ngoằng này thì mình đánh, ví dụ mình không tự tin đánh vào ít tiền thôi. Hoặc là vào nhẹ nhẹ thôi, còn khi nào cầu đẹp phát hoặc là anh em mà lựa được vào cái cầu 1-1 này phát nhá.
chốt lãi nghỉ luôn. Quánh một hai tay vào, mỗi tay 500 một củ phát là một hai tay là nghỉ luôn. Mình cũng phải nên biết ăn non anh em ạ. Đấy, nói chung là đấy nó gọi là cái kiến thức cơ bản đấy cho một bài toán anh em ạ. Rồi, khả năng phải bẻ cầu xem này thôi. Con này bẻ cầu đến 2 lít. Nói chung là mình cũng nên xem và tìm hiểu trước khi chơi bất kỳ anh em muốn chơi một cái gì. Rồi, đấy, lại hút tiếp anh em ạ. Đấy, vừa nãy vốn có 6 triệu thôi, bây giờ đã làm hơn triệu rồi, triệu tư rồi. Rồi, khả năng cầu này nó đang đi kiểu này anh em ạ. Rồi, con này bánh tiếp 2 lít. Xem nào, vào lại tiếng này húp luôn. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, quá ngon anh em ạ. Giật mình luôn, một điểm bên này lại không. Ơi giời. Rồi, con này thì mày chết mày ông. Vào tay nữa, phát này cứ vào, phát này bẻ cầu đi thôi. Phát này bẻ cầu, là gãy cầu là nghỉ anh em ạ. Chơi gãy cầu là nghỉ luôn. Nào, tiếp tục cứ ra nhà cái. Ui, mẹ to thế này, nhìn gì nữa. Ôi, chắc là bắt đầu bẻ cầu rồi anh em ạ. Đang đi 33 này, phát là bắt đầu bẻ rồi. Đấy, ôi giời, ngon ơ, làm củ rưỡi. Rồi, nghỉ ăn non thôi anh em ạ. Đấy, mình khuyên anh em vào chơi thì anh em cũng nên biết nghỉ ăn non anh em nhá. Mình không xấu hổ gì cả, giờ đấy, không ai bảo gì mình chơi đây, không ai bảo gì mình cả. Mình thích thì mình nghỉ thôi, cứ được là mình nghỉ. Đấy, rồi, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.